trong danh sách khách hàng nhà em nhiều khách ở Nho Quan này lắm, nhưng mà rải rác ở khắp các xã. Cháu ở trên kia cũng ở núi đấy ạ, chẳng qua có kho hàng nên phải về Hà Nội thôi, chứ còn cháu cũng ở núi một cục luôn. Đợt này nhiều người đặt lợn con nhà em, ngày nào cũng khách gọi điện hỏi đến. Nhà mình có nhiều không? Nuôi nhiều. Nhà em á, nhà em nuôi được. Em suốt ngày đi chuồng trại nên em về em không nắm nuôi được. Toàn đi điều trị gì? Toàn đi điều trị. Vấn đề là mình đi điều trị ấy, nên là người mình lúc nào cũng có bệnh nên mình không dám về nuôi. Không dám vào chuồng. Không dám về nuôi, mà nếu mà nuôi mà để thuê người nuôi nó không theo ý mình được. Đơn của chị này, hôm qua các bạn này phải tách ra từng này đơn để gửi bưu điện này. Thế mà thôi để đấy, để xong hộp đơn là chị đi giao cho. Cái này là kích nên giống này. Đấy, cái kích nên giống này. Vỗ béo. Tại vì tách đơn ra nên là các bạn ấy đang đóng theo đơn ở trong này. Hôm qua quên không bảo các bạn ấy gộp đơn vào. À, đây là an thai này. Cái dưỡng thai này này. Cái dưỡng thai này nó có E này, có selen này, có biotin này giúp móng phát triển này. Đấy, có ADE này. Đấy. Nói chung là những cái thành phần này là những thành phần về liên quan đến bổ thai. Với lại nó có cái acid folic này. Nó với lại những cái thành phần lysine và methionine này nó giúp cho con nái nó ăn ngon hơn. Và nó sẽ bổ sung vào trong phần. Đẻ kém là khả năng do cả thời tiết nữa. Với lại đợt này đẻ hay là đợt này mới đang chửa? Đợt này đẻ. Đợt này đẻ là tức là chửa cách đây 4 tháng thì lúc đấy thời tiết vẫn đang còn mát, nhưng mà thời gian đợt vừa rồi ấy, 2 tháng vừa rồi nó nóng ấy. Nên là cái mức độ đẻ nó sẽ kém hơn. Con nó hay bị chết lưu nhiều hơn. Do cái quá trình mà lúc mà mình lên giống nó có nghĩa là nó chỉ chết lưu cách vài ngày thôi. Đúng rồi. Nó như thế này nha, em phân tích cho chị nghe tại sao mà con lợn vào mùa hè nó đẻ nó hay bị chết lưu. Thứ nhất là do nhiệt độ nó nóng, mà cái con vật nuôi nó đang có chửa ấy, mà để cho nó bị nóng quá ấy, thì là dẫn đến cái tình trạng đó là những cái đốt thai của nó kém. Mà cái đốt thai của nó kém là nguồn gốc là từ cái lúc mà mình cho nó lên giống này. Lúc mà nó lên giống mà nó lên giống mà nó rõ ràng hay không rõ ràng, và cái quả trứng nó rụng nó chắc hay là lép. Nếu cái quả trứng nó rụng ấy mà nó không phải là cái quả trứng chắc mà được bổ sung dưỡng chất mà nó gọi là cái quả trứng khỏe, thì dẫn đến là cái bào thai sau này nó rất dễ yếu. Thì bào thai nó yếu thì dẫn đến là nó rất dễ bị chết lưu. Nên là tại sao mà bọn em mới phải dùng cái này để cho cái tế bào trứng nó khỏe hơn. Cái này nó không có mục đích là kích để cho nó lên giống, mà mục đích là để cho trứng nó khỏe. Đấy, trứng nó khỏe. Chứ còn kích lên giống thì mọi người hay dùng cái hormone sinh dục ấy, dòng estrogen ấy. Đây này, mùa hè nóng là phải dùng điện giải này. Những cái con nái đấy. Điện giải, nhưng mà không biết là chị đang dùng loại nào, nhưng mà bình thường ấy bọn em biết là thứ nhất là điện giải ấy, nó là phải là cái thành phần điện giải, ví dụ đây này, nó có sodium chloride này, đấy, kali này, kẽm này, đấy. Và trong cái này nó có cả axit hữu cơ nữa. Thì khi mà ăn điện giải vào ấy thì nó sẽ khống chế được cả cái tiêu chảy nữa. Với lại quan trọng nhất là ở thành phần vitamin C này này, hàm lượng cao này. Đấy, để nó chống nóng được. Chứ còn thường ấy chị nhìn để ý các công ty khác ấy, điện giải ấy, hầu như người ta cho cái đường này nhiều, cho cái đường gluco này nhiều, mà càng nhiều đường thì lại càng nóng. Đấy. Thế nên là điện giải mà đừng tham những cái lòng rẻ mấy chục nghìn, nên là hầu như là toàn đường thôi. Còn cái beta C này thì là chăn cho những cái dòng mà cần phải hỗ trợ về đề kháng này. Đấy. Hoặc là những cái dòng heo con mà lúc mà chị cho tập ăn với lại lúc tách mẹ ấy. Đây giờ pha cho tập ăn này. Đấy, thì là dùng cái beta này, nó tăng đề kháng lên mà nó đỡ bị tiêu chảy này. Này đẻ ra có mẹ được 2-3 con. Ôi dồi, đẻ như thế thì con mà chết, nuôi 4 tháng rồi. Đây là 10 cân điện giải nhé. Cũng là 10 cân bộ béo thịt này. Gluco KC là 5 nọ này. Đâu nhỉ, gluco KC đâu nhỉ? Đây. Đấy, gluco KC là 5 nọ này. Cái này nữa không? Cái đấy là sát trùng 1 can. Đấy. Này dùng cho lợn nái không? Cái sát trùng này nhá, bình thường ấy là định kỳ ở bên ngoài chuồng ấy thì 1 tuần chỉ phun 2-3 lần một tuần. Còn nếu mà lúc mà dịch bệnh nó giãn ra thì có thể 1 tuần phun 1 lần cũng được. Còn nếu mà phun trong chuồng ấy, 1 tháng mình chỉ phun tầm vài lần thôi. Nhưng mà phun, nếu mà trường hợp mà phun trong chuồng thì phải pha loãng gấp đôi. Bình thường pha 100C cho 10 lít thì bây giờ nếu mình phun trong chuồng mà 100C mình pha ra 20 lít để phun để cho nó giảm cái mùi xuống. Thế còn phun chỉ cần là tránh mặt với tránh mũi với tránh mắt của con lợn thôi là được. Còn lại là chị phun thoải mái. Đang bảo là thêm bên bảo là nái thì phun có thể là phun lên tường hoặc dưới nền lên. Đấy, dưới lền. Thế còn nếu mà trường hợp như chị chăn nuôi nâu rồi mà muốn cái lền nó sạch ấy, thì có thể lấy sút ngâm ra xong mà té dưới nền chuồng, xong rồi lấy cái máy xịt xe ấy, cái máy rửa áp suất xe ấy, xịt là nó sẽ sạch bong luôn. Được. Mà sút thì nó rẻ, sút được có mấy trăm nghìn một bao, 25 cân dùng cả năm. Cái đấy dùng cho lợn thịt chứ lợn nái nó có ảnh chứ? Cái đấy thường là nếu mà nái nhà chị mà nó có sản ấy. Nái dùng sản à?
Đấy, nái nái mà có sàn ấy thì là mình sẽ cọ cái phần bên dưới, do nước đái rồi nước phân ấy nó ở dưới cái gầm sàn này này. Thì cái sàn trên của nó này mình không dùng đến, bởi vì là cái sút ấy nó sẽ ăn ra. Thì là mình sẽ để nái phần trên, nhưng mà cái sàn bên dưới này này là mình cứ hòa ra, xong rồi mình té thế này, xong rồi mình lấy dùng máy áp suất mình xịt thì nó sạch hết cái nước tiểu với cái phân cặn nó đi, thì nó sạch luôn cả mầm bệnh, vì mầm bệnh nó nằm ở nước tiểu và phân mà. Đấy. Đấy thì là cái sút. Thế còn lợn thịt ấy thì cứ mỗi một ô chuồng mình xuất bán đi thì là mình sẽ tẩy cái ô đấy bằng sút. Tẩy sút rất là sạch. Tẩy sút sạch hơn vôi. Đúng rồi. Đấy, tẩy sút sạch hơn. Nhưng mà bình thường là mọi người rất là khó mua sút. Sút thì rất là rẻ thôi nhưng mà lại rất khó mua. Cái vỗ béo này nhà em có hai loại, một loại vỗ béo heo con thì là dùng cái giai đoạn nhỏ, thì cái vỗ béo heo con đấy em bổ sung cái axit hữu cơ dạng bột để cho heo con nó tránh đi ỉa. Thế còn cái vỗ béo màu tím này thì là vỗ béo để dành cho heo thịt từ tầm khoảng 40-50 cân hất lên. Nhà em vừa tầm 40-50 cân. Đấy. Thế còn nếu mà giai đoạn heo con mà chị muốn giữ lại nuôi mà muốn vừa là heo nhanh lớn mà vừa nó đỡ đi ỉa thì là dùng cái vỗ béo heo con. Vỗ béo heo con này mà em đặt tên là axit lactic. Đấy, chứ còn cái tại vì là trong thành phần chính của nó là axit hữu cơ. Cái vỗ béo heo con dùng từ mấy cân để lên? Từ lúc bắt đầu cai sữa mẹ là mình dùng nó cho nó ăn cám riêng một mình ấy, không có sữa nữa ấy. Thì là mình đã cho ăn cái vỗ béo heo con đấy, bởi vì là ngoài cái thành phần để kích thích nó ăn ngon ngủ ngon thì là em bổ sung cái axit hữu cơ để cho cái đường ruột của nó ổn định, nó tránh hiện tượng bị tiêu chảy khi mà lúc mà mình tách sữa ấy. Đấy, mình hay gặp cái hiện tượng đấy. Thế nên là em thiết kế cái công thức đấy. Em thiết kế cái công thức đấy để nhằm mục đích để hạn chế cái việc tiêu chảy khi tách sữa. Nên là mọi người dùng cái vỗ béo heo con, mọi người rất là thích vì cái đấy. Cái an thai dưỡng nái này nếu mà chị dùng mà bình thường mà con nái của chị nó non ấy thì là chị dùng một mình cái này thôi. Coi nhưng mà nếu như con nái nhà mình bắt đầu đẻ từ lứa thứ 3 trở lên rồi ấy, là phải định kỳ bổ sung canxi vào nhé. Bởi vì khi mà nái nó đẻ lứa thứ 3 trở lên là nó đang rút canxi để nó nuôi thai rất là nhiều. Thành ra là mình phải định kỳ bổ sung canxi để cho thai nó khỏe. Ba bầu đang chửa này là phải định kỳ bổ sung sắt và canxi. Đấy. Thì cái ăn thai này của nhà em là mang tính chất giống như kiểu là con người mình đang bổ sung sắt. Thế còn cái canxi này phải bổ sung riêng. Hay bị khớp ấy. Hay bị khớp mà khớp nó sưng vù lên ấy thì nó là bệnh lý. Thế nhưng mà nếu mà chân con nái mà nó kiểu nó cứ đứng dậy có thời gian lại không thấy. Đúng rồi, cái đấy là do bệnh lý. Đợt nào mà dịch bệnh nó phát triển ấy, nhất là vào cái mùa xuân mà mưa nồm ẩm ấy là hay bị cái đấy. Còn sang mùa hè nóng này là ít khi bị. Đây cái chỗ này là bao gồm có 30 tiền ship nhưng mà thôi em giao hàng tận đây em không lấy tiền. Anh chị là để đi trả. Bọn em là ở Hà Nội, kho hàng của cháu ở Hà Nội. Cháu bán hàng là bán khắp các tỉnh. Bình thường ấy là gửi hàng bọn cháu sẽ gửi qua bưu điện. Thế nhưng mà hôm nay là nhân tiện là có mấy nhà cùng đặt ở khu vực này thì là tiện xe là đi giao luôn cho mọi người cho nó nhanh. Cũng nuôi cả gà nhưng mà em nuôi ít, có mấy trăm. Gà chắc nuôi mấy trăm con để thịt. Gà bình thường gà chị có thể cho ăn cái beta này nó cũng tăng đề kháng này, điện giải cũng dùng cho gà beta được. Beta với điện giải. Đấy, beta với điện giải. Cái này pha cho sữa cho lợn con này. Cái này trong này là có hai lọ, trong này là có một lọ men lacto nhé, trong hai túi này là có hai lọ. Thì là cái men lacto này chị cất vào tủ lạnh thì nó sẽ dùng được lâu. Lúc nào mà lợn con bị tiêu chảy ấy là cho cái uống men lacto này, nó sẽ rất là hiệu quả này. Thế còn nếu mà lúc nào mà muốn tham khảo cái kháng thể ấy, thì là cái kháng thể này phải gửi lạnh thì bọn em phải để lạnh nên phải gửi xe. Cái kháng thể là phải để lạnh. Như hôm nay ví dụ như em mang này em phải cho vào thùng đá em mang đi. Còn thùng mình đá nhờ... thì vâng. Gửi cho thùng xốp. Dạ vâng. Em đóng đá và xong em quấn, xong em quấn xốp bỏng và xong bắt đầu là quay ra là đóng vào thùng hàng xong mà gửi về cho mọi người. Gửi xe trong ngày. Chứ còn kháng thể là không gửi bưu điện được. Đúng rồi, không gửi bưu điện 2-3 ngày mới đến nơi. Vâng. Trong cái beta kia này em bổ sung có sữa non. Thế nên là chị trộn cho lợn con lúc mà tách sữa là nó sẽ cảm nhận được là nó sẽ vẫn có nguồn dinh dưỡng từ nó. Nó sẽ không bị chột lợn. Đấy. Sao cho nó móng bẩy lợn gì? Làm thế nào lợn cai móng bẩy bán lợn con mới có giá đúng không? Còn nếu mà đợt nào mà chăn nhiều lợn mà cần sữa 10 cân ấy thì bọn em cũng có xô luôn. Cả thùng đây. Đây cả thùng 10 cân đây này.